cùng đến với mẫu xe tải máy điện tải 1.9 Kia K100. Sau lưng em là mẫu K100 đời 2018 đăng kiểm tới tháng 12 năm 2024 và 2 phút review cùng mẫu xe này nhá. 12C07645, đây là một cái mẫu xe tải 1.9 với thùng dài là 3m25 dòng xe máy điện. Vào tiểu sử của nó thì trước đây, vào những cái năm đời 2017 đổ về trước thì đó là những cái mẫu xe dòng xe Kia K190 dòng xe máy cơ, còn sang từ đời 2018 thì bắt đầu chuyển sang dòng xe K100 máy điện với công nghệ Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đăng kiểm hiện tại của mẫu xe này thì còn tới tháng 12 năm 2024 và đối với những cái mẫu đời 2018 này, đăng kiểm hiện tại vẫn đang là 1 năm 1 lần. Tình trạng xe hiện tại về phần sơn xi, máy móc hiện tại vẫn đang là nguyên bản nhé. Và chúng ta sẽ cùng đi chi tiết hơn về toàn bộ phần đây. Trước tiên là tổng thành toàn bộ phần lốc capo này. Đây là hơi bị ngược sáng một chút nên là bị hơi tối nhá. Đây, em bị chụp ngược sáng. Đang quay ngược sáng nên hơi tối tí. Đó. Về form xe này, tất cả những cái mã kính đây, tất cả những cái mã kính hiện tại đang là mã kính nguyên bản. Xe cam kết cho anh em luôn là không đâm va. Mã kính này, toàn bộ phần cột này. Về sang phần phía bên lái đây thì chúng ta cũng thấy được rằng toàn bộ phần sơn hiện tại vẫn đang là sơn zin nhá. Hiện tại phần sơn vẫn đang là sơn zin. Đấy, sơn zin này. Tất cả những cái mã kính này. Đây. Nói chung là hiện tại bên em thì cam kết được cho anh em luôn là vấn đề là xe cam kết là không đâm đụng va chạm nhá. Không đâm va. Ok. Đi tới phần bên trong nội thất thì chúng ta có gì? Trước khi tới phần nội thất thì có thể thấy được rằng toàn bộ phần tabi cửa đây, xe cũng mới về nên có một chút xước sát so qua thời gian sử dụng, nó hơi bạc một tí này. Đây, để xước sát qua một tí thôi. Toàn bộ phần hệ thống điện, hệ thống lên xuống kính hoạt động ổn định, bình thường. Đấy, xe thì không lỗi gì cả đâu nhá. Và tiếp tới sẽ là phần nội thất. Em sẽ zoom một góc rộng hơn nhá. Đến với phần nội thất của mẫu xe này thì chiếc xe đã được trang bị ghế bọc da tông màu xanh đen và nó có cảm giác khá là hiện đại. Đó, cảm giác khá là hiện đại. Đây, tiếp tới là phần trần đây. Trần cũng đã được bọc trần rồi và có đính thêm những cái phần nền nhựa đây, những cái nhựa ánh lên thì giúp cái không gian của phần nội thất nó được sáng hơn. Chủ cũ nó khá là đầu tư nhá, khá đầu tư về phần nội thất này. Ghế bọc da, trần còn rất là đẹp. Đó. Ok. Đó là không gian của phần trần. Đó, tiếp theo thì em sẽ bước lên và chúng ta sẽ cùng kiểm tra qua về những phần chức năng cơ bản của mẫu xe này. Về những cái thông tin cơ bản, chiếc xe này có trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Đó, và cũng rất là cơ bản với đài FM thôi, chưa có thêm màn hình hay cam đùi gì cả. Theo những điều hòa thì rất là mát nhé. Và điều hòa thì thực ra chỉ có điều hòa một chiều thôi, chứ không có điều hòa hai chiều đâu. Đây, điều hòa rất là mát này. Đây, phần lấy gió này. Đấy, quýnh. Đó. Đó, xe, ok. Vào cái thông tin hiển thị ở đây thì hiện tại chiếc xe này đi được 9.4 nhá. 9.4. Tất cả cái phần chức năng cơ bản đều rất ok. Về hộp số thì vẫn là 6 số tiến và 1 số lùi. Xuống xe và di chuyển sang phần bên phụ thì đây. Phía bên phụ đây. Và tất cả những phần hộp để đồ là táp lô này. Đấy, táp lô còn rất là đẹp nhá. Chủ cũ cũng khá là chi tiết và cẩn thận ở trong những phần hộp để đồ này. Đó. Ok. Và vừa rồi đó là chia sẻ tổng thành về phần nội thất của cái mẫu xe tải Kia K100 đời 2018 với tình trạng xe nguyên bản, không đâm va, tất cả những cái mã kính còn nguyên. Tiếp tới thì em sẽ cùng đến với cả phần thùng. Với phần thùng thì toàn bộ phần thành thùng nhà máy này, bửng thành thì phần sơn hiện tại vẫn đang sơn zin nhá. Bửng thành vẫn sơn zin này. Đấy, bửng thành vẫn sơn zin này. Đó, toàn bộ phần với kích thước thùng nhá, thùng dài lột lòng là 3m25. Thùng dài đột lòng 3m25. Chúng ta có hai lớp sàn, một là cái lớp sàn 60 dưới đây. Đẹp rất căng nhá, đẹp rất căng luôn. Và toàn bộ phần sàn thì về phần sàn nguyên bản, không cong võng, không mục mọt. Đó. Đó, đây, toàn bộ cả phần bình xăng, bình nhiên liệu này. Đó, toàn bộ phần sàn này. Đó. Ok. Tiếp theo đó là dàn lốp, thì cái dàn lốp sau thì nó sẽ nhỏ hơn cái lốp trước nhá. Xem kỹ lại phần gầm nhá. Đây, to phần gầm đây. Đó, và những cái phần ống xả này còn rất là đẹp. Ok, vừa rồi đó là chia sẻ về nhanh về phần thùng bệ cũng như phần gầm của cái mẫu xe tải Kia K100 đời 2018. Bây giờ em sẽ lùi về phía sau và chúng ta sẽ cùng kiểm tra kỹ lưỡng hơn về toàn bộ phần bửng đít này. Đó, đây, toàn bộ phần bửng đít đây cũng đều là nguyên bản nhá. Vẫn là nguyên bản. Có tỉa top một
số chỗ nhỏ nhỏ thôi, xước sát nhỏ không đáng kể nhé. Toàn bộ phần cánh thùng sau và vào bên trong đây. Vào phần bên trong thì chúng ta cũng đã thấy rằng chiếc xe này cũng đã được lót sàn. Và hiện tại thì ba bửng thành đều mở được nhé. Đều có thể mở cả ba bửng thành. Với phần sàn thì đã được lót sàn tôn. Với kích thước thùng dài lọt lòng là 3m25, rộng là 1m65 và cao thì cũng là 1m7. Và phần sát xô có thể lưng lên hạ xuống. Toàn bộ phần khung thành thùng nguyên bản có gọi là han một chút do qua thời gian sử dụng. Tính ra thì cũng đã được 6 năm rồi. Đó. Và đó là những cái phần chia sẻ thông tin cơ bản về cái mẫu xe tải Kia K100 đời 2018. Anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì hãy kết nối với em nhé. Và đây, đây là phía bên lái đây. Đó. Ok. Vừa rồi là chia sẻ và review khá là chi tiết tổng thành từ nội thất, thùng bệ, gầm sàn của mẫu xe tải Kia K100 đời 2018. Một mẫu xe tải tải trọng 1,9 tấn, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn, thùng mở 3 vách, đăng kiểm tới tháng 12 năm 2024. Và cái mức giá đang được chia sẻ cho cái mẫu xe tải này là 285 triệu đồng. Và mức giá vẫn còn thương lượng nhé. Mức giá vẫn còn thương lượng khi anh em trực tiếp lên xem xe. 285 triệu đồng cho một mẫu xe đi được 9,4 vạn. Và mời các bác tham khảo qua số hình ảnh được để dưới phần bình luận nhé. Và em là Trong Xe Đẹp, địa chỉ ở phố Gia Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá lần sau. Xin chào.